Bion. Hình như là Anh cũng nghe nó gọi như vậy Ưng bia ơi Ưng bia à Mẹ ơi bia ơi à Ưng bia ơi Mẹ ơi Ưng ơi ơi Ưng anh ơi Đứng lại Chẳng con Noah à? Không sao chứ Mà để cứu Bion đi Bion bị người đàn ông đó bắt đi rồi Tôi giao con U lại cho anh đó Mẹ ơi Mẹ Đứng ơi! lại đó Mẹ ơi Ông ừ, Bion Ông Bion Ông Bion Ông Bion Bion nào Bion Em à <cười> <cười> Em à. Em à. Các anh hãy theo dõi chiếc xe SUV màu đen Việt Nam Tại ngã tư phường Trong Kê vào lúc 19 giờ tối nay Các anh có nghe rõ không Các anh chú ý Điểm số xe là Anh chạy nhanh hơn nữa với tôi đi Tôi đang tăng tốc độ lên đây là Thanh tra số. Cậu làm gì cái kiểu gì vậy hả? Cậu không tập trung hay sao mà để cho mình mắc phải một lỗi lớn như vậy? Xin lỗi chủ tịch. Tại sao cậu? Để cho cảnh sát bắt giữ có nghĩa là họ sẽ phát hiện ra quan hệ của tụi nó. Tôi sẽ cố gắng ngăn cản đám phóng viên báo chí, sẽ không có tin xấu đâu. Tôi không cần cậu tự làm gì hết, thì tôi yêu cầu thôi. Cậu đã tìm ra kẻ nào phát tán chuyện bi ơn cho báo chí chưa? Dạ, là phóng viên Kim Chan Jun báo canh hồ Theo như tôi biết thì anh ta thường hay gặp Ma Hồng Chu, trưởng phòng của phòng triển lãnh chuyên quan. Trưởng phòng Ma cùng thưa con U lại là ca sĩ bi kê. Vậy thì rốt cuộc là người mà chị dâu muốn gặp lại là con U nhà này hay sao? Cùng người có liên quan lớn nhất tới vụ mất tích của Ân Bi ơn chính là con U. Khó hiểu quá đi. Thật sự chuyện này là như thế nào? Sao rối tung để có biết chuyện này không ta? đang làm cái gì vậy ông hay sao chứ dạ đúng như vậy ôi <laughs> máu ừ tôi không sao không, mẹ tôi đã lấy đồ chọi anh có đúng không nhưng thực ra anh đã làm gì khiến mẹ tôi phải cư xử à, với anh cô. như vậy hả đầu anh chắc là bị thương nặng tôi sẽ mang thuốc trị thương cho à, anh cảm ha? ơn cô không sao đâu nghe lời của tôi anh cứ ở yên đây đi Ồ trời sao Đã nói là đợi bôi thuốc rồi mà còn gì <laughs> Anh Tài dám xem thường lời nói của mình hả Anh điên rồi hả Đừng tỏ ra quen biết em chuyện anh mang cái này cho em cũng xem là điên độ sao sao anh nhìn em chầm chầm vậy à vẫn chưa đọc tin nhắn anh gửi cho em nữa sao tin nhắn ờ à, em xin lỗi vì có việc gấp cho nên em không có xem tin nhắn Mà đáng lẽ anh phải gọi điện thoại cho em Gọi điện Nhưng em cho anh hỏi em chuyện này Hình như lúc khoảng 7 giờ Em có tới khách sạn Vincent có đúng việc Ờ đâu có, sao vậy anh Vậy có lẽ là tối nay anh đã nhầm ai đó giống như em rồi Anh cũng biết trên cô gái anh thấy cũng là mỹ nhân rồi Đúng rồi Cô gái đó thật sự rất lôi cuốn Thôi được rồi, em đi ngủ sớm điểm đi đi thôi kệ đi nếu có thấy thì cũng đâu thấy mình đi với anh ấy có chuyện gì sao con nu bị bắt vì bị nghi ngờ là đã bắt cóc bia sao Ali à, BK Ở hơn được không? Uh, um, uh. <hypotheses> uh, uh, huh. Muốn ở một mình con U, con trai cưng của anh, đang ở đồn cảnh sát kìa. Em nói gì vậy? Bây giờ con U đang ở London anh... mà không có. Nhưng mà tại sao con U lại ở đồn cảnh sát chứ? Con U bị tình nghi có liên quan tới việc bia anh mất tích. Em đừng có nói chuyện vô lý nữa. Ngay thôi. Sông sâu bao nhiêu cũng có thể dò được, nhưng lòng người thì không đâu. Em đừng có ở đó mà xúc phạm con U như vậy chứ. Anh vẫn chưa hiểu vấn đề nữa sao? ý mà mẹ đã thẳng tay tống cổ Yuri ra nước ngoài 3 năm và còn biết được con U có liên quan tới vụ mất tích của Biên thì xảy ra sao Chắc đi Chắc chắn con U nó chẳng liên quan lo lắng Nhưng sao nét mặt có anh lo lắng dữ vậy Hai đứa tụi nó yêu nhau Yêu nhau sao Anh em họ thì làm gì Thật sao Đúng vậy Hai đứa tụi nó Đang yêu nhau Mẹ biết chưa? Mẹ đã biết rồi. Còn anh hãy chết em rồi, giờ phải làm sao để anh nói đi? Mà cả anh với em cũng sẽ gặp nguy hiểm luôn đó. Nếu vì con u mà cuộc đời em rơi vào hố sâu, thì em sẽ không tha thứ cho nó đâu. Em sẽ tìm được thoát thân trước. Có khi, em sẽ lựa chọn rời bỏ anh. Anh hãy nhớ lấy. Ừ. Em à Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ, ơi! Mẹ ơi! Con, con Con gái em bị người đàn ông đó bắt Nhưng em không thể làm được gì hết Con mình thể nào cứu được nó chúng ta phải làm sao để anh anh trun hiểu thì à các anh đã bắt được hắn chưa cái tên vẫn bi ơn đi đó à. Em à Tại sao vậy Tại sao có thể tùy tiện bắt tôi đi như vậy chứ Tôi nghe Tại sao vậy hả? hãy đưa tôi đi gặp anh con u ngay đi anh con u đi rồi sao ừ nhưng mà có thật con u chính là ca sĩ bi kê không à. hoàn toàn u chính là bi kê à. à. bây giờ con u đang ở đâu vậy cậu ta đang ở trong phòng hỏi cung là kẻ bắt cóc bí Anh nói rằng Con U chính là kẻ bị tình nghi bắt cóc bí ơn sao Chính anh cũng đã thấy được tên bắt bác... con U có phải là kẻ bắt cóc bí hay là không Nhưng con U là người có khả năng nhất Người đàn ông lúc nãy có thể sẽ là người giúp chúng ta Tìm ra thủ phạm thực Bây giờ không biết là em có thể gặp con U được không Em à Cho cảnh sát đi không cứu được Biên ân hay sao vậy mà anh cũng được gọi là cuộc cảnh sát các anh đang làm cái gì vậy hả cho con nu à tôi nghĩ chắc là cậu đã quên đi lý do cậu có mặt ở đây rồi đó tôi mong cậu đừng quên một sự thật cậu chính là Bi kê chính là người đang bị cảnh sát chúng tôi tình nghi đã bắt cóc ân Biên. ân anh nghĩ sao hả không không đời nào đâu tôi sẽ hỏi cậu ta cứ để tôi cậu trai con u kê với tất cả mọi người vậy nếu các anh biết được cháu của tập đoàn chin quan sống như thế nào chắc là các anh sẽ không hỏi câu đó đâu sĩ có đúng gì không Cậu biết chắc chắn là sẽ bị bắt Tại sao cậu vẫn lên sân khấu biểu diễn như vậy Trước ngày mà Bia bị mất tích Chúng tôi có hẹn gặp nhau ở Tôi lên sân khấu biểu diễn là như muốn giữ lời hứa với cô ấy Nếu vậy tại sao cậu lại không báo cảnh sát hả Nếu <laughs> biết Tại sao cậu lại công khai làm như vậy đâu Nếu như Chúng tôi biết cậu là bi kê thì cậu sẽ trở thành kẻ đáng tình nghi nhất trong vụ án mất tích này. Thật ra ngay từ đầu tôi đã không có ý định rời khỏi đây. Tôi không thể rời khỏi nơi này khi chưa biết BN có an toàn cũng yêu tôi mà. Hai chúng tôi yêu nhau thật lòng. Và đây chính... <laughs> Chà con u. Trước mặt tôi mà cậu còn dám cho lời khai gian nữa hay sao chứ? lại giả dối như vậy sao? Cô còn khuyên tôi phải tin những lời này nữa hả? Anh rể, có phải tôi vừa mới nói với cảnh sát là nó và bị ơn đang yêu nhau, anh có nghe không hả cha sang minh? Em à, em có nghe giống như anh không? anh có tin chuyện này được hay không thì cũng không thay đổi được điều gì đâu vì thật sự tôi và Anh đang yêu nhau Anh <laughs> chính là em họ của cậu mà tại sao cậu có thể nói ra những lời đó chứ hả thật ra anh có hiểu cho tôi không phát điên lên rồi <cười> <cười> chuyện của chúng tôi đã bắt đầu trước khi ba tôi tái hôn tôi và ơn đã thân với nhau từ lúc nhỏ cô ấy từ lâu rồi tôi đã định khi cô ấy tới tuổi trưởng thành thì tôi sẽ cầu hôn cô ấy <laughs> hay quá anh ha <laughs> <laughs> kịp cầu hôn thì chúng tôi đã trở thành anh em họ của nhau chúng tôi đã cố gắng. Nhưng cho tới khi ưng nô chết đi, tôi không thể giả giờ được nữa. Lúc đó cô ấy rất đau khổ, nên cần và kể từ lúc đó, tôi chỉ biết cô mỗi một mình cô ấy và không quan tâm tới ai nữa. Tôi không nghĩ là mình... Đối với tôi thì cho dù anh có đến ước với bị ơn đi nữa thì cũng không là gì cả. Tôi chỉ biết là chúng tôi... để tôi tiếp tục hỏi cung cho cậu ra ngoài trước đi tôi sẽ bắt cậu đó tôi sẽ cho tất cả mọi người trên thế giới này nhìn thấy chính cậu là người đã bắt cóc bn cậu hãy cho mà xem đi à. thật ra tôi không phải muốn biết mối quan hệ của cậu với bn tôi hỏi cậu như thôi có phải cậu đã đưa bia ơn đi có đúng không nói thì tốt quá rồi nếu như được như vậy thì hơn ai hết tôi sẽ là người biết rõ bia và dạ, cô ấy có an toàn có khỏe mạnh hay không không phải con u rồi bởi vì con u cũng lo lắng cho Ương bi ơn giống như à. chúng ta anh à yêu gì chứ con u đang dụ dỗ bi ơn bằng những lời ngon ngọt và anh nghĩ không biết chừng hai đứa nó đang rủ nhau bỏ trốn đó em con u đang muốn cố tình đánh lạc hướng để giấu con bé đi đó Cậu cứ im đi không cái gì tôi cũng nhún nhường hết nhưng nếu nói con u đã bắt cóc Ương bi mì... anh nghe rõ đi anh rể nếu có chuyện gì không hay xảy ra với bi ơn và cảnh sát điều tra ra cô dính líu tới con của anh Thì tôi Anh hãy nhớ kỹ những lời tôi vừa nói đó Các anh thôi đi mà Dừng lại đi Đều là con cháu chúng ta Nếu có chuyện không hay xảy ra với chúng Thì các anh đều đau khổ Lo cùng nhau giải quyết chuyện trước mắt Đừng Bây giờ mọi người hãy về nhà trước đi Hỏi cung xong tôi sẽ liên lạc với mọi người Để báo lại kết luận cuối cùng Cô ơi, cho thêm một chai nữa đi cô. Có ngay. Có đúng không hả? Hay là cậu không chịu được khi nghe là bị ơn yêu người khác chứ không phải yêu cậu? Vì... Lâu nay tôi rất tự tin. Dù bị ơn có nói là đã yêu người khác, dù cô ấy có nói thẳng nhất thì tôi cũng không quan tâm. Bởi vì tôi vẫn cho rằng chắc chắn một ngày nào đó Bi sẽ hiểu được tình cảm của tôi và cô ấy sẽ chấp nhận tôi. Cậu có nghĩ chính con U là kẻ chủ mua bắt cóc Bi hay không? Cũng có thể là cậu ta ngăn cấm cho nên cậu ta đã làm liều. Nếu hai người muốn tự do được ở cùng nhau thì không còn lựa chọn nào khác đâu. Chúng ta đều nhìn thấy Bi chạy đến bởi bị diễn nhặt rốt bị bắt ngay trước mặt con U và tên đó cũng nhanh chóng lên xe và bỏ trốn khỏi đó thật là nhanh. Bi En đội nón vậy là cô ấy có ý đồ để mọi người không nhận ra mình sao ý anh muốn nói con u tốt hơn là cậu đừng để tình cảm xen vào trong khi làm nhiệm vụ trước tiên thì hãy tìm ra cho được ơn đi rồi đâu thôi tôi đã biết rồi dù đến từ cùng trái đất này à không tôi cũng nhất định sẽ tìm ra Biên ngoài sao mẹ đã nói là không được ra ngoài nếu không có sự cho phép của mẹ rồi mà mẹ bi ơn cũng đâu phải là tội phạm đâu mẹ sao mẹ đã quá đáng rồi đó với lại điều quan trọng bây giờ không phải là việc vợ con bỏ trốn mà là chuyện của con u vào phòng đọc sách gặp mẹ Sao con dám binh vực vợ con ở trước mặt mọi người như vậy hả? Sao vậy? Con biết là mẹ sẽ không vui, tụi con lúc này chứ tụi con phải cứu con gái mình. Nghe nói Bion đến buổi biểu diễn. Bây giờ mẹ đã chịu tin, là Bion bị ai đó bắt đi rồi à? Lúc đầu mẹ tưởng là Bi-ên dương lên chuyện này. Sao mẹ hiểu lầm con bé rồi. Mong mẹ hãy giúp đỡ cháu gái của mẹ. Phải giúp chứ mẹ sẽ dùng hết sức lực để giúp nếu từ đầu mẹ chịu tin chuyện này thì giờ mọi chuyện đâu tới mức này chứ vậy chuyện con u con định làm sao cho dù là hay không con cũng không thể tha thứ tuy không phải cùng máu mũ ruột thịt nhưng rõ ràng hai đứa nó là anh em họ của nhau mà với ba con u đương nhiên anh ấy không thể tránh khỏi trách nhiệm của mình rồi vì anh ấy đưa nó về đây mà anh ấy không biết cách dạy dỗ giờ đây anh ấy sẽ là người gánh chịu mọi hậu quả mà con mình con gây ra. con ơn yêu con U thì sao? cũng là do mẹ con bé nuôi dạy con mình không tốt đó thôi. nói tóm lại chuyện này không thể diễn ra. anh em họ cùng sống một nhà không thể yêu đương được. mong cho những chuyện rối ren này biến ngay lập tức. Vậy. thế xong phụ nữ quả thật đáng sợ, họ luôn làm ra điều chúng ta không ngờ tới. đột nhiên mẹ lại nói ra những lời này. vì Ma Hung Chu chính là người đã thông tin những chuyện xảy ra trong gia đình chúng ta cho báo chí bên. Nếu còn không muốn sau này phải hối tiếc mọi chuyện, thì phải bịt miệng cô ta lại đi. Biết rồi mẹ. Mẹ đâu rồi em? Mẹ nói hơi mệt muốn nghỉ ngơi một chút. Mẹ nói bỏ qua mọi chuyện đi, À, vậy là mẹ mà Sao giờ nó bỏ qua Chúng ta hãy bỏ qua tất cả mọi chuyện đi Lúc nãy mẹ có hỏi anh Sang Min sẽ tính thế nào đây Ý anh rể Thế xong à Ý của em là sao vậy Ý em muốn hỏi chuyện của hai đứa nhỏ sao Không lẽ mà Hãy bỏ qua mọi chuyện đi <laughs> Đúng là không hiểu Em vào nói lại với thầy sông chồng của em nếu người nào dám đụng tới Yuri con gái của chị Thì Chị này thật là kỳ cục Chị dâu còn sức lực đâu mà còn hâm he những lời đó Chị đã nói rõ ràng rồi Em đừng có đâu Chị yên tâm đi Chắc là em đã biết chuyện rồi Em biết từ trước rồi Hôm đó tình cờ em nghe được đoạn thu âm của Ương bia ơn Là con bé rất thương con Sao ủ... em không nói gì với anh hết vậy hả Là chuyện của con gái chúng ta mà Đương nhiên người làm ba như anh Lại không biết gì hết Trong khi cảnh sát lại biết rõ Không phải Sao chưa hết lại biết trước anh vậy Không phải đâu anh Biên là con gái của anh Còn em là vợ của anh Hai người là gia đình của anh mà Không phải sao Chứ không phải tụi em là người hầu của anh sao Chẳng phải anh luôn nghĩ Em và con không phải gia đình Mà là vật sở hữu của anh sao Chồng y hơn à Anh không thể chống lại mẹ mà bây bị... Chuyện của ương bi ơn và con u sẽ thế nào đi Rốt cuộc thì mẹ sẽ làm ra những chuyện gì với hai đứa nhỏ đây Anh nói đi Em nói gì vậy hả Mẹ là chủ tịch Nên đương nhiên dù là những việc xảy ra trong tập đoàn Chinh Quang Hay trong gia đình Chinh Quang đi chăng nữa Thì anh và mẹ thực ra đối với anh chinh quan và mẹ là nhất còn con gái của anh em sẽ ghi nhớ điều đó anh nghỉ ngơi đi <tôi> thật ra thì cô có đưa tiền cho tôi hay không hả không còn thời gian nữa đâu ngay bây giờ hoặc là chậm nhất vào ngày mai cô phải đưa cho tôi đó việc thương lượng chỉ có thể xảy ra khi hai trong khi anh lại chẳng có gì để cho tôi hết nhưng mà ngược lại tôi phải đưa cho anh quá nhiều thứ là sao đây tập tất cả mọi thứ vì tập đoàn chinh quang hay sao hả à, đó chỉ là một câu nói thôi đâu phải là lời hứa đâu bây giờ tôi đang nắm giữ trong tay danh sách quỹ đen của chủ tịch cũng có thể dùng giây phút quyết định này đó anh đã quên là tôi đang quản lý quỹ đen của chủ tịch rồi hay sao hả chẳng những vậy còn nắm thớp vài người nữa sẽ không có thương lượng nào ở đây giờ đây tôi chính là người quyết định mọi chuyện cô cũng nghe cho rõ đây cho cô phải tới cầu cảnh tôi rồi cô Cô sẽ phải hối hận như ngày hôm nay mà thôi Cô dám từ chối lời đề nghị của tôi hay sao Điều ngày đó Có đến được với tôi hay không đây con đau khổ lắm phải không con gái Nói biết con gái mẹ mẹ sẽ không để con đối mặt với con u đâu thời gian qua chắc con sống khổ sở lắm mẹ xin lỗi mẹ đã không nhận ra tình cảm của con à, thôi mẹ hứa là sẽ luôn luôn đứng về phía con Cái này đâu phải điện thoại con U thường dùng đâu. Bị anh. Là con gái sao? Anh ơi. Anh nói khi nào anh mới tới? Con gái của mẹ.